sô punya bahina sanna thi cha ga ra tô pha dăng. Tâm không ái dục đầy tràn, tâm không sân hận chẳng mang lửa phiền ác đôi miền, luôn tỉnh giác chẳng tìm sợ chi. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Lập Lê. Dạ, con kính cảm ơn cô Tiểu Duyên. Dạ, kính cảm ơn chị Đặng Đông cho biết âm thanh rõ cô Tiểu Duyên. Dạ, Nam Mô Bất Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, dạ Nam Mô Sang Khai Giá. Con kính đỉnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đỉnh lễ chị Đại Đức Tơ Tăng, con kính đỉnh lễ quý cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử, con xin đọc và kể câu pháp cú số 39. A Na Quát Su Ta Chít Ta Sa A Nang Qua Và hát ta xê ta sô bùn nhá và bá hí nát xá ná thí chà gá ta tô phá dần. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tâm không ái dục đầy tràn, tâm không sân hận chẳng mang lửa phiền, vượt lên thiện ác đôi miền, bậc luôn tỉnh giác chẳng hiềm sợ chi. Và đó là phổ thơ của ngài Giới Đức. A Na Quát Su Ta Chít Ta Sa A Nang Qua Hang Ta Sen Ta So Bồn Nhạc Nang Ba Pa Pa Hi Nát Sang Na Thi Cha Gan Ra To Pa Yang. A Na Quán Chú Ta Chín Tát Sa A Năng Quá Ha Ta Sê Ta Sô Bồn Nhâm Pa 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 Hi Nán Sa Na Thi Cha Ga Ra Tô Ba Yang. Dạ, con đã đọc xong và kể câu pháp cú số 39. Dạ, kính mời chị Đặng Đông kế tiếp ạ. Sa thú chị Lạc Lê, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 39. A Na Va Su Ta Chít Ta Sa A Nan Va Ha Ta Che Ta So Bun Nha Pa 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 Hi Na Sa Na Thi Cha Ga Ra To Pa Yang. A Na Va Su Ta Chít Ta Sa A Nan Va Ha Ta Che Ta So Bun Nha Pa 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 Hi Na Sa Na Thế Cha Ga Ra To Ba Yang. A Na Va So Ta Chit Ta Sa A Nan Va Ha Ta Che Ta So Bun Nha Pa 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 Hi Na Sa Na Thế Cha Ga Ra To Ba Yang. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A Na Va Su Ta Chít Ta Sa A Nan Va Ha Ta Che Ta So Bun Nha Pa 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 Hi Na Sa Na Thi Cha Ga Ra To Ba Yang. Tâm không ái dục đầy tràn, tâm không sân hận chẳng mang lửa phiền,
dược lên thiện ác đôi miền, bậc luôn tỉnh giác chẳng hiềm sợ chi. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời Sister Mẫn. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 39. Anavasutacittassa ananvaha tacetaso punyapapahinassa natthijagarato phayam. Tâm không bị nhục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anavasu tanjitasa ananva ta che ta su punya papa pahi nasa nati chaka ratu vayam. Anavasu ta chim ta sa anan wa ha ta che ta su punya papa pahi nasa nati chaka ratu vayam. Tâm không ái dục đầy tràn, tâm không sân hận chẳng mang lửa phiền, vượt lên thiện ác đôi miền, bậc luôn tỉnh giác chẳng hiềm sợ chi. Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con kính tri ân quý sư và quý cô tu nữ và đại tràng, con kính mời vị kế tiếp. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ dạ con từ mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Và con đảnh lễ sư Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng quý chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Và sau đây con xin kệ bài, con xài cái cell phone. Dạ số 39. Anavasutacittassa ananvaha tacetaso punyapapahinassa natthijagarato phayam. Tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tỉnh không sợ hãi. Hòa Thượng Thích Minh Châu. 39. Tâm không ái dục tràn đầy, tâm không sân hận chẳng mang lửa phiền, vượt lên thiện ác đôi miền, bậc luôn tỉnh giác chẳng hiềm sợ chi. Hòa Thượng Giới Đức. Anak wasung tan jing tak sa anang waha ta che ta so
pa 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 hi nat sa nat thi ja ga ra to pha yang anavasuta cittat sa anangvaha tacetaso bunya papa pahinatsa nati jagarato payang anawasu tacintatsa ananwa tacetaso bunya papa pahinatsa nati jagarato payang. Dạ con đặt kệ xong. Dạ con thành kính tri ân quý sư cùng quý đạo tràng. Dạ con xin dâng mít cho quý đạo hữu kế tiếp. Dạ con xin xuống mít. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính chào quý cô chú trong đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú số 39. Anavasuta cittassa ananva hatta cetaso bunya baba hi natsa natthi jagarato phayam anavasuta cittassa ananva hatta cetaso bunya baba hi natsa natthi jagarato phayam. Dạ cho con đọc lại. Anapasuta cittassa ananva hata cetaso bunya baba hi nasa nat thi cha garato phayam. Tâm không dục, tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kể tỉnh không sợ hãi. Dạ đây là bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu. Con xin kệ. Anavasuta cittassa anavanha ananvaha ta cetaso bunya baba bahi natsa natthi jagarato phayam. Anavasu tachitasa ananvaha tachetaso bunya baba bahinasa natthijagarato phayam. Tâm không ái dục đầy tràn, tâm không sân hận chẳng mang lửa phiền, vượt lam thiện ác đôi miền, bậc luôn tỉnh giác chẳng hiềm sợ chi. Và đây là bản dịch của ngài Hòa thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc và xong. Dạ con cảm ơn chú Bích Tân Thanh Á đã cho bài đọc. Dạ con cảm ơn đạo tràng, con xin dâng mít lại cho đạo tràng ạ. Dạ sa thú sa thú lần thầy Trần Phong. Nam mô Phật Thầy Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sáng Khai Gia, kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Và còn xin được kể kinh pháp cú số 39. Anavasuta cittassa ananvaha cetaso bunya
pa pa hi na sa nat thi cha ra to pha yang anavaso ta chi ta sa anan vaha ta che ta so punya pa 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 hi na sa nat thi cha ga ra to pha yang. Tâm không bị dũng nhiễm, tâm không bị dục nhiễm, tâm không bị sân hận, đoạn tuyệt mọi thiện ác, kẻ tình không sợ hãi, bản dịch của Ngài Minh Châu. Tâm không ái dục đầy tràn, tâm không sân hận, chẳng mang lửa phiền, vượt lên thiện ác đôi miền, bậc luôn tỉnh giác, chẳng hiềm sợ chi. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, theo Sita Nhật Huỳnh thì mời Sita Cẩm Vân xem kiểm ai nữa. Sita Ái Minh nữa chứ hả? Ba người. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Quá Thành Há. Dạ, kính mời bàn tay cô Ái Minh mời. Nguyên Tịnh, dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu thạch kiểm. Tại vì hôm nay đó anh Thượng Tọa Tuệ Quyền chỉ có một mình Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng thôi quý vị, mà giờ này Nhật Quỳnh nhìn chưa thấy Thượng Tọa Tuệ Quyền anh like, nên kính mời quý vị. Dạ, còn đang nói lén sư đã vào đạo tràng rồi, quý vị chậm quá nên là mất quyền lợi, thấy chưa? Dạ, Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Quyền vừa quan lâm vào đạo tràng. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức đã tuyên phong ông bài Pháp Quốc Kinh số 39. Nhật Quỳnh cảm ơn, kính cảm ơn Minh Quá Tha Ná, Sích Trần Phẩm, Sích Thi Na, Sích Từ Mẫn, Sích Rạng Đông, Sích Tâm Phương, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, bây giờ thì cũng vừa đúng giờ chúng con học bài mới. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng gái Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cung sỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Từ vựng nguyên sự ý nghĩa cao pháp của kinh số 40. Nam Mô Bích Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Da Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Da Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu A Da Ha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết đồng quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh như pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con học được học từ vựng nguyên sự và ý nghĩa câu Pháp Quốc Kinh số 40. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Huynh Quá Tha Ná cho bài học. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, sư và đạo tràng có nghe được âm thanh con không bạch sư? Nếu sư nghe được âm thanh của con, sư cho con một tín hiệu. Con kính dâng mít đến sư ạ. À.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Giờ thưa để chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con thành tâm kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và Chúng Tăng. Kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trung tâm. Thân chào đến quý tôn nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Puthang Phakkhavantang Apivade Visvakato Phakkhavata Dhammo Thamang Namassami Supatipanno Phakkhavato Savakasangho Sankhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hàng giáo hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý phụ nữ cũng chư Phật tử được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay trước khi vào thời giảng, chúng tôi sẽ thích nghĩa câu pháp cú số 40 và sau đó sẽ giảng ý nghĩa và duyên sự. Câu pháp cú số 40 này là cung phu phát mang ca giác mi mang đi quý đi toa na garu bằng mang chích tăng y đăng thập bề toa vô thê thắt lục ma răng bành nhà vô thê na chi tăng chả rắc khê anh yêu về san nô si ya. Nó có nghĩa rằng khi biết được thân này nó tự như là cái chậu, như cái đất nung, sau khi củng cố, sau khi làm cho tâm được, tâm này nó được tốt đẹp như cái thành trì, thì không có ma vương, không có thể nào mà có thể tấn công được bằng vũ khí trí tuệ. Và nên bảo vệ cái điều mà đã chiến thắng đó, và có cái sự nên bảo vệ cái sự chiến thắng đó một cách liên tục, không có nên nghỉ ngơi, không có nên buông thả nó. Thì kính thưa quý vị, câu này chúng ta được chia rất là nhiều. Hôm nay chúng ta học câu cuốn này nó chia rất là nhiều cái học từ. Mà quý vị thấy bây giờ cung pha cung phu ba măng ca dí miếng măng quý dí toa, chúng ta trước nhất chúng ta còn có bốn hàng, và hàng thứ nhất chúng ta sẽ phân tích từng một hợp âm dài như thế. Bây giờ cái chữ cung pha cung phu ba măng, cung phu ba măng, đây là một danh từ nam tính, từ cái chữ cung phá nó cộng với cái chữ u bà mát, nó chia theo đó cách là ăn thôi. À, bây giờ thứ nhất là cung phá là cái chậu đất, cái đồ gốm á. Nó là danh từ. Chữ Upama đây là một tỉnh từ, nó có giống như, ví như hay là cái tương tự nó như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy gọi là như là cái đồ gốm. Cái chữ ca giết ni nắp mi măng, đây chúng ta biết ca giá là biết là thân rồi, đây dùng danh từ nam tính là cái thân của chúng ta nè. Ca giá mi năng ở đây có nghĩa là ca giá còn mi măng. Đây là một hợp từ, chẳng qua nó có theo á, quý vị biết là cái chữ Nikahita, khi mà gặp chữ Nikahita tức là gặp cái chữ ăn á, là cái chữ Nikahita trong cái quy trình sanh thí đó của tiếng Bali á, và nó đứng trước một cái vị ngữ ý thì nó tăng cường một cái phụ âm nữa, tức là má, tức là
ca giá miếng năng. Ở đây chúng ta nếu trích ra thì chúng ta để chữ ca giá cho đây, đó, ca giá miếng năng, ca giá. Thì ví như cái gì, cái chữ ý măng đây nó là một đại từ chỉ thị cho cái gì, cho cái thân này hay cho cái vật hay là cái thân. Đã, cho nên là đó chính là cái thân này. Quý đi toa đây là một bức biến từ, tức là sau khi được biết hay sau khi được rõ ràng. Cho nên ở đây chúng ta thấy ca giá mỹ năng đi quý đi tòa như chúng tôi đã vừa nói đó, sau khi bất biến của phân từ, tức là sau khi được biết hay là sau khi đã biết rõ, tức là chúng ta được một cái câu đầu tiên, tức là biết cái thân này nó tự như là đồ gốm hay là như cái chậu, cái hũ gì đó. Nát gã ru bà măng chích tăng thì đăng thấp bê toa, thì nó từ cái chữ gì, nagara cộng với chữ upama. Nagara đây là một danh từ trung tính, nó nghĩa là nagara là thành phố hay là một cái thành trì hay là một cấm thành. Nagara thì có tiếng Bali có nghĩa là một tên là thành phố. Ví dụ như cái thành phố tên gì đó thì tức nhất là nó có cái chữ, ví dụ như là Nagara Sawathi, thành phố Sawathi, Nagara Vesali vân vân. Rồi cái chữ upama đây là một tỉnh từ, nó cũng là upama này chúng ta đó, có nghĩa là nó giống như mà cái chữ trên cũng giống như chúng ta đã gặp chữ upama tương tự, cái tỉnh từ đó cũng vậy. Cái chữ còn đây tăng, nó cũng là đại từ chỉ thị, nó đến cái này. Phật này một đại từ chỉ thị như thế thôi, và nó cũng tiếp tục là một cái chữ bất biến vô thường từ nữa, từ thấp bê toa. Hồi nãy trên cái chữ quý đi toa thì nó là căn quyết cộng với ý toa, nó thành ý toa, đây là bất biến vô thường từ thì cũng vậy. Ở đây thấp bê toa từ căn tha và cộng chữ a pa hay là cộng chữ a b cộng với toa, nó thành chữ tha bê toa, tháp bê toa. Dạ. Từ cái chữ nhưng đều tha bê toa thì nó là một trường âm, cho nên ta đọc tháp bê toa. Dạ. Tức là sau khi cái gì? Sau khi đã được, đã làm xong, hay sau khi đã thiết lập xong, sau khi đã an trú xong, sau khi đã vững vàng xong. Tức là có nghĩa rằng sau khi, rồi xin lỗi chúng tôi thiếu một cái chữ, chơi từ chuyện chích tăng, chơi chuyện chích tá chỉ là tâm thôi. Chúng tôi nói nãy chúng tôi quên chuyện chích tá là tâm, chú rất là dễ hiểu. Nó là danh từ trung tính. Yeah. Sau khi cái gì, sau khi đã được cũng hay là cái thành trì, sau khi đã được làm thì cũng như là cái tâm nó trú như là cái thành trì, cái tâm nó kiên cố như thành trì. Rồi tiếp cái hàng thứ ba, câu thứ ba, vô thê ná ma răng bên nhà vô thê ná, có nghĩa rằng vô thê nó ma răng bay nhà vô thê toa, có nghĩa là nếu chúng ta phải nên phá cái xiềng xích hay là công kích cái xiềng xích của ma vương bằng cái gì, bằng cái trí tuệ, thì cái tự vô thê nát là cái căn dút
và động từ ê thác, tức đây là một mệnh lệnh cách, một mệnh lệnh cách hãy hay là nên làm. Ở đây là cái gì? Nên, nên công phá hay nên tấn công á. Còn xài cái từ mà đó, nên công phá hay tấn công nó. Cái chữ ma răng, từ cái chữ ma rác, danh từ năm tánh, cũng nghĩa là ma vương. Dạ, ma vương. Ma vương đây nó phiền não mắt. Panya yuthena, từ cái chữ panya và cộng chữ ayutha. Cái chữ panya là danh từ trung tính, là trí tuệ. Ayutha đây là một danh từ cũng trung tính, tức là nói về cái vũ khí, vũ khí của trí tuệ. Đây là một, như là một cái danh, như là cái danh danh tỉnh, danh động từ. Nếu như danh, xin lỗi, xem danh tỉnh từ chứ không phải danh động từ, một danh động từ. Tức là nên chúng ta hãy công phá ma vương bằng cái gì? Đây, bằng cái chữ bay nha, trí tuệ, bằng cái vũ khí trí tuệ. Công phá ma vương bằng vũ khí trí tuệ. Mà Đại Hòa Thượng Minh Châu nói tức là chống ma với gương trí là như vậy. Cái chữ chí tanh chá rắc khê aniwe sano siya, và hãy nên bảo vệ cái điều đã chiến thắng một cách cố gắng mà nó không có cái sự lơ đễnh, và để không có cái sự lơ đễnh. Mà Hòa Thượng ở đây dịch là giữ chiến thắng không tham, tức là không có bị phóng dật á. Kính thưa quý vị, từ cái chữ chí tá, chí tăng chá, là từ cái chữ chí tăng. Chí tăng là căn chí cộng với tá, nó quá khứ phân từ. Và đúng vậy, nó quá khứ phân từ. Và cộng với cái đã được chiến thắng, tức là từ cái chữ, từ cái căn chí. Chí này có nghĩa là chí đá đó. Và cái chữ đắc khác, đây nó là một cái, đây là nó là một cái căn rắc cộng với ê đó, như đó là một tha động từ, dùng tha động từ. Hãy nên giữ gìn, hãy nên bảo vệ. Anywhere sano, từ một cái tiếp đồ ngữ á cộng với anywhere sana. Tích đồ ngữ á có nghĩa là á hay là ná, có nghĩa là không, là cái sự phủ quyết á, cái chữ phủ định, cái chữ nó rồi phủ định á. Nếu quê sẽ ná, đây là một từ trung tính, tức là một sự nghỉ ngơi hay chỗ ở hay là cái trú xứ. Từ căn as, từ cái chữ xí gia cộng với cái chữ as, tức là đây nó là nó cũng là nghĩa, nó cũng là một cái tha động từ, nhưng điều nó nghĩa là nó là cái kênh này có nghĩa đó là như là nó như một bộ động từ tu bi vậy đó, cái dạng vậy đó. Nên hay là trở thành, nó lót vô như vậy, có nghĩa rằng nên gìn giữ, nên bảo vệ. Cái chiến thắng này nên chánh niệm hay nên không phóng dật, bảo vệ cái thành trì. Cái tâm không tham, tức là cái tâm không có phóng dật, hay là cái tâm không có bị vô minh nó che khuất, dạ. Phải gìn giữ nó, chứ còn không là không có được. Và cuối cùng thì nó được thích nghĩa rằng biết thân, được diễn dịch rằng biết thân như đồ gốm, trú tâm như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Đó là của Hòa Thượng Minh Châu diệt dịch. Đây chúng ta giữ chiến thắng đó coi như là bằng chánh niệm hoặc là bằng chánh định. Mới viết Vipassana đây là dịch nghĩa thẳng luôn, chánh định. Hay hoặc là bằng cái gì?
hay bằng các cái thiền chứng, tức là thiền của Vipassana hay là thiền Samatha. Và Hòa Thượng Nhất Đức phổ thơ rằng: thân này gốm sứ mong manh, tấm này kiên cố thủ thành chống ma, gươm vàng trí tuệ tung ra, giữ gìn chiến thắng một tòa vô tham. Thì đó là cái câu 40. Và tiếp được một câu, mà nếu cái câu 41 nó hay lắm quý vị. Ai chưa đăng một thời gian ca vô bất thường quên ti sen tới chỗ tôi bên tôi nhanh đâu để nó tăng cái linh đăng, tức là các sự thường đọc cái câu đó đó. À, thân này bao lâu nữa nó như là sẽ nằm dài trên mặt đất, liền bỏ đi, tâm thức khi đã lìa xa rồi, nó như là khúc gỗ vô dụng. Bây giờ chúng tôi sẽ nói về cái duyên sự của câu số Pháp Cú số 40 này. Câu Pháp Cú Kinh số 40 này dạy rằng khi Đức Phật này ở tại Sáp Vệ Thành, Ngài đã chỉ dạy một cái vị tỳ kheo. Cái tịch truyện nói như là tỳ kheo và thần cây. Thì khi Đức Phật này ở tại Sáp Vệ đó, dạy một vị tỳ kheo. Thì tại Sáp Vệ đó có 500 tỳ kheo nhận từ Phật những cái đề mục quán tưởng để hướng cái tâm đến tính quả vị vô thượng, vô thượng bồ đề, hay là quả vị bồ đề. Với cái ý, cho nên họ với cái ý họ cố gắng, họ sẽ xuyên suốt, họ sẽ tích cực hành thiền. Thì rồi các vị họ đi xa 100 dặm đến cái làng rộng lớn. Thì dân làng họ tìm nhiều cái chỗ ngồi và tìm nhiều cái thức ăn như là cháo hay là các loại vật thực khác. Thì họ mới thỉnh mời các vị tỳ kheo ở lại suốt cái 3 tháng này và mong các ngài chỉ dạy để họ được có cái niềm tin, họ được thọ trì tam quy ngũ giới và họ tu tập. Và nhờ cái sự cung thỉnh như vậy, các thầy tỳ kheo ưng thuận. Và các vị tỳ kheo được chỉ đến một khu rừng kề bên làng để các tỳ kheo này có thể gần kề được, mà cũng không xa xóm làng, cũng gần xóm làng, kề bên khu rừng, kề bên xóm cái xóm làng này. Và kính thưa quý vị, thì kể từ đó có một số vị thần có cái đức hạnh, các cái vị thọ thần, các vị thần này thì chúng ta phải nói là các vị thọ thần ở trong rừng lo lắng á, họ không dám cho các cái vị, tức là cho vợ hay cho con họ trú ngụ trên cây được, bởi vì họ xuống đất hết, họ cũng biết tính sao đây. Mà đó là gọi là thọ thần, thì các vị họ sống ở trên các cái cành cây hay là ở trên những cái cội cây vân vân, cây nhỏ cây lớn gì nó cũng có những vị thọ thần sống trong đó. Mà các thầy tỳ kheo á, thì ngồi dưới cội cây cái đêm nay thì tới sáng mai thì họ sẽ rời coi rừng thôi. Thì các vị thọ thần nó suy nghĩ như vậy, các thầy tỳ kheo có ngồi thì ngồi ở một đêm nay thì sáng các vị cũng sẽ rời để đi cực thực. Nhưng điều sau khi đến sáng mai thì các vị tỳ kheo này cũng rời khỏi rừng, nhưng điều mà đi khất thực xong họ quay trở lại cái rừng cũ nữa. Thì các vị thọ thần nó nghĩ rằng thôi, các vị này quay lại rồi, như điều ngày mai chắc là đi nữa chứ không sao đâu, chứ không ở đây nữa đâu. Thì các vị thọ thần hy vọng như vậy, nhưng ngày mai cũng như vậy. Rồi các vị này được thỉnh đi mời trái tăng này đi khất thực, thì ngày này qua ngày nọ không có thay đổi được nữa, tại vì cái chuyện của các thầy tỳ kheo muốn tới khu rừng ở như vậy thôi. Thì các vị thọ thần này họ cực khổ, họ dắt con vợ con
cứ lên cứ xuống, đi ra đi vô hoài, riết họ bực bội. Mà sống đến sống cái cách đó đó, phải lên phải xuống nửa tháng, vì họ nghĩ đối với cái thì kheo có cái giới đức trên, họ ở trên, họ không có thể nào ở trên cao trên đầu được. Nhưng điều các vị tỳ kheo cứ ở hoài sao biết biết sao đây, thì cuối cùng họ không có sợ nữa, cái họ bắt đầu họ biến quá, họ muốn đuổi các vị tỳ kheo đi, các vị tỳ kheo này đi, họ biến quá ra nhiều cái hình thù rất là ghê gớm. Như là họ thấy họ biến quá thì có cái đầu ở dưới cái gốc cây, hay có cái thân mình không có đầu, hay có không có, có thân mình, và nghe những cái tiếng kêu nó tinh quái. Và các thầy tỳ kheo rất là lo sợ, có những vị bệnh, có những vị cảm thấy có nhiều cái chứng bệnh, cảm thấy lo lắng sợ sệt, và thế là các vị tỳ kheo bệnh, và các vị không thể ở yên chỗ này nữa, và các vị xin Phật đi về, và đi về để bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con không có thể an vui khi ở tại cái khu rừng, mà con xin Đức Phật ra đi. Bởi vì bạch Thế Tôn ở nơi đó nó xuất hiện những cái hình ảnh mà chúng con không thể yên lòng để tu được. Rồi kính thưa quý vị, Đức Phật ngày nghe các thầy tỳ kheo trình bày như vậy, nhờ ngày dạy này các tỳ kheo, các ngươi hãy quay về lại tại khu rừng đó, đó mới là một điều tốt. Thì các thầy tỳ kheo này bạch Thế Tôn, chúng con không dám quay về đó. Này các thầy tỳ kheo, khi các ngươi đi đến đó, ta không có chỉ dạy cho các ngươi, ta không giao cái vũ khí cho các ngươi mang theo. Bây giờ các ngươi đừng lo sợ nữa, các ngươi cứ đi đến đó đi, ta cho các ngươi cái vũ khí để mang theo. Thì kính thưa quý vị, Đức Phật ngày mới dạy, các thầy kinh hỏi vũ khí gì bạch Thế Tôn, ta sẽ cho. Và kính thưa quý vị, ngày đọc lên các cái bài kinh từ bi, cái từ bi kinh đó, hay là cái kinh từ bi này, nó rất là quan trọng. Thì chút xíu chúng tôi nói cho quý vị nghe. Và Đức Phật ngày dạy rằng, người muốn tìm được cái tinh thần, hay muốn đạt được cái thành tựu, cái sự an lạc, cái sự chấm dứt sinh tử khổ đau đó, thì cần phải có một cái sự hiền lành hòa nhã, không tự đại tự cao ngã mạn. Và ngày bắt đầu ngày bảo các thầy tỳ kheo hãy tụng đọc ở trong đường này nhiều lần. Nếu như ở bên ngoài cái ngôi nơi ẩn tu của các vị thì các vị sẽ được vào tịnh, sẽ được vào cái nơi đó được tốt đẹp. Thì các thầy tỳ kheo vâng lời Thế Tôn và đi đến khu rừng đó để tiếp tục ẩn tu nữa. Họ đồng loạt đọc các cái bài kinh mà gọi là kinh từ bi hay là kinh Paritta. Yeah. Khi đến chỗ ngủ, khi vào chỗ ngủ, và kết quả những vị thần ở công khắp khu rừng này đều có cái cảm tình, có cái sự thân thiện đối với các thầy tỳ kheo. Khi họ đến gặp các ngài thì họ giúp đỡ nhiều điều để cho các ngài ở tại nơi này để tu tập, thì không có thấy những cái cảnh ma quái, không thấy những cái cảnh khủng khiếp, không thấy những cái cảnh bị hù dọa để xua đuổi đi. Thì các thầy tỳ kheo tinh tấn thiền định dù ngày hay đêm, các ngài đạt được cái minh sát tuệ. Và chính nhờ đạt được cái minh sát tuệ đó, cái tâm các ngài luôn luôn nghĩ đến, quán tưởng về cái thân mình, cái thân này nó mong manh, nó không bền vững, nó như cái gốm, một cái bình gốm có thể dễ vỡ, có thể dễ tan ra,
thì Đức Phật ở nơi hương thất, Ngài biết các thầy tỳ kheo đây đã đang tu tập tốt đẹp, dần Ngài đến, Ngài để chỉ đường mách lối. Thì Ngài đến, Ngài mới nói: này các thầy tỳ kheo, tâm của con người đã nghĩ đúng, cái thân này nó như là, nó không bền vững, nó như chiếc bình gốm. Thì khi được dạy như vậy, mà khi Đức Phật Ngài Quán Âm đến, thì với hào quang sáu màu rực rỡ, và Ngài dạy: biết thân như đồ gốm, trú thân như thành trì, chống ma với gươm trí, giữ chiến thắng không tham. Và đó chính là cái sự thích nghĩa. Và cũng như là chúng tôi đã kể về cái duyên sự cho quý vị biết. Bây giờ ở đây, ở trong kinh có cái chỗ, tức là các ngài chỉ đọc cái kinh Paritta hay là cái rải cái từ tâm, cái từ bi kinh á, thì quý vị ở bất cứ nơi nào, đi đến bất cứ nơi đâu, nơi đó là nơi mà người ta cho rằng là quỷ ma hờn quỷ hay họ gây cái sự khó khăn cho chính chúng ta, chúng ta lại càng tụng đọc nhiều. Khi đi đến chúng ta chưa được tụng đọc thì chúng ta phải tụng đọc, mà khi đi đến là chúng ta thường tụng đọc như vậy. Đó như là một lời báo trình, đó như là một lời xin để cho nó yên. Mà đây cũng là một điều rất là đặc biệt, kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời đó, khi mà biết người biết ta đó, biết đến người mà biết ta thì tâm trận chết tâm thắng, biết mình mà không biết người thì tâm trận tâm thua, biết người mà không biết mình thì năm ăn thua. Nhưng biết người, biết mình mà không biết người là thua, nhưng biết người, biết mình, biết người thì mới biết chiến thắng hoàn toàn. Ở đây muốn nói rằng Đức Phật Ngài dạy các thầy tỳ kheo đó bằng những cái kinh từ tâm để rải đến cho tất cả, để đọc ra để cho tất cả những chúng sinh xung quanh cái khu rừng đó, hay là chúng ta đến cái nhà đó, đến cái phòng đó, đến cái chỗ đó, chỗ mới, chỗ lạ, thì chúng ta phải đọc niệm như vậy. Ngay cả ở tại nhà đó chúng ta cũng tụng đọc như vậy. Để chi? Và chúng ta khởi lên cái từ tâm, sau khi đọc những cái bài kinh, chúng ta khởi lên những cái từ tâm mong tất cả những chúng sinh nơi đây được an vui, cũng như tôi mong được an vui. Những gì nếu như có quan trái thì xin hãy cởi mở quan trái, những chúng sinh không có quan trái xin hộ trì cho chúng tôi được yên ổn, được yên vui, được tốt đẹp, vân vân. Thì kính thưa quý vị, cái tâm chúng sinh đó, Atula hay là các vị thọ thân, nếu như các vị đó bằng cái sân tâm như là lửa, mà cái từ tâm này như là nước, hay là chúng ta khởi lên cái từ tâm, cái bi tâm đó, nó rất là công đức, nó rất là lớn. Và các vị chư thần chư tiên họ có thể cảm được một cái đó. Và ngay cả họ không phá phách chúng ta mà hậu trì cho chúng ta, cho nên rất cần thiết cho chính chúng ta đọc những cái câu kinh mà Paritta. Cũng như chúng tôi có khuyên một cái Phật tử, họ đọc cái kinh, họ đọc những cái bài kinh Paritta dài, họ cảm thấy cũng hơi không biết, cũng ngại ngại, họ rất là quan nghĩ, nhưng họ có thấy những cái điều mà nó đổi thay, những điều mà cái đó nó không có cái gì cả. Điều thứ nhất, cách đầu tiên thì họ có cái, chúng ta cảm thấy nó có cái sự khó chịu, bởi vì họ cũng cảm thấy lạ. Có những chúng sinh nó vừa lòng, có những chúng sinh không vừa lòng. Nhưng rồi chúng ta cứ đọc cái bài kinh đó, là kinh Paritta, mà quý vị biết là cái bài kinh chẳng hạn như là quý vị đang đọc cái kinh chẳng hạn như là Mangala Sutta, Karani, chúng tôi nói thẳng những cái bài đó. Hoặc là cái bài kinh, những cái bài kinh chẳng hạn như là Atanantiya, rồi cái bài kinh Thamachakka, vân vân. Thì những cái bài kinh mà đó đều là những cái lời dạy cao cả và tốt đẹp của Đức Phật. Mà chẳng hạn bài kinh Chuyển Pháp Luân, quý vị biết các vị chư thần chư thiên các cõi, tứ đại thiên vương đao lợi dạ ma đấu xuất điều quán hỷ đó, khi mà đọc, khi mà tụng đọc, khi mà nghe từng cái bài kinh đó thì từng cõi chư thiên vang dội, quang vang dội. Mà khi mà Đức Phật này
Tham Chắc Các Bà Quát Tà Na Su Tát, tức là vận chuyển bánh xe Pháp Luân Vương. Sự thật ra mà nói, ở nơi nào mà có những chúng sinh mà quậy phá quá đi, mà chúng ta khó khăn á, ta đọc cái bài kinh Atanatiya, nhưng điều cái này đọc một lần thôi, đừng có đọc nhiều lần, cái đó là như tuyệt chiêu kiếm pháp vậy đó. Như tuyệt chiêu kiếm pháp, khi mà đọc cái Karani Bahung hoặc là Mangala Sutta, chúng tôi đang nói trên cái kinh của các của Chư Tăng, thì cuối cùng thì đọc, ngay cả luôn đọc những cái bài mà từ kinh từ bi rắn, kinh từ bi, những cái bài chú kinh, nhất là Mayura kinh, kinh mà chú con công, hay là những cái bài kinh mà hộ trì, vân vân. Và nhất là cái bài kinh mà gọi là từ bi kinh Barita đó, thì cái này nó vô lực, cái quy lực nó vô biên, mà ở Bắc truyền kêu là chú đại bi đó quý vị. Quý vị biết nếu như gọi là chú đại bi đó thì nó có một cái câu ngắn như vậy, nhưng Phật dạy nhiều câu chú đại bi, họ làm như một cái câu chú. Sự thật ra là những bài kinh, bởi vì khi mà Chư Tăng quý vị biết đọc một chú, quý vị nghe chừng 10 phút chừng 5 phút là không biết bao nhiêu câu chú đại bi. Quý vị nhớ giờ hỏi như vậy nghe, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng cái chú mà quý vị đọc, tức quý vị đọc hoài, đọc mãi, thì nó sẽ có một cái cơ đức rất là mạnh, nó có một cái quy lực rất là phát huy được. Dạ, thì đó như thế đó. Thì bây giờ chúng tôi nói cho một cái cách mà xuyên qua cái phần ở trong đó, đó nó rất là quan trọng. Chúng tôi ở trên chúng ta mai mốt mà đi đâu đừng có lo sợ, mà chúng ta nhớ đọc những cái bài kinh từ bi, hay hoặc chúng ta niệm tưởng đến ơn Đức Phật Pháp Tăng, hay đọc quy y, đọc cái tam quy của Tăng Tham Mang Sanh Căn Xá Ra Đang Cái Cha Miếu Tứ Giam Bí, ta Tứ Giam Bí, con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp lần thứ hai, con xin quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo lần thứ ba, con xin quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Bởi vậy cho nên ráng học tiếng Pali, đọc được cái chữ Bút Thăng Xá Đăng Cha Mi Tham Mang Xá Ra Năng Gái Cha Mi Sang Thăng Xá Ra Năng Gái Cha Mi Cũng Tứ Giam Bí Ta Tứ Giam Bí. Quý vị đọc như vậy, ma không dám hờn, quỷ không dám nhát, và lúc nào sợ hãi gì cũng an trú vào tam quy. Thì chúng ta đọc được coi như là nếu mà Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng thì Biso Soka Patipanno, thì chúng ta trú vào đó nó lại càng cao cả hơn nữa. Dạ. Còn ở đây Phật dạy rằng biết thân này như đồ gốm, tức là cái gì? Cái sắc thân này hay là cái ngũ quẩn này, sắc thọ tưởng hành và tức quẩn này, nó hội tụ lại và nó sẽ rồi sẽ rã tan. Sang cho mấy cũng rồi, một kiếp nghèo giàu đến đâu cũng chỉ một đời lẻ, tử sinh để đủ kiếp người, thân tứ đại thế đâu làm chắc, kìa sanh tử thấy liền trước mắt, muốn việc điều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt việc đời cũng sẽ chấm dứt. Đó là như thế, tức là nương một hơi thở để chúng ta hiện hữu trên cuộc đời này. Bây giờ hết thở là chúng ta chết. Chúng tôi không nói đến những cái vấn đề mà tu về tiền chỉ, hay người ta chứng đắc, người ta có thể kéo dài cái hơi thở của người ta không thở, người ta vẫn sống, thì cái đó có những gì biệt của thiền nói. Nhưng một cách chung tổng quát thì ở đây muốn nói rằng cái gì, tất cả chúng ta đều nương vào hơi thở để tu, để sống. Mà nếu như hơi thở này dứt là tâm thức nó lìa khỏi cái xác, cái sắc tư, cái sắc quẩn này, thì chúng ta nói theo chúng ta mượn theo cái ý nghĩa cái chúng ta thường sử dụng ở cuộc đời á, chúng ta nói hồn lìa khỏi xác thì chúng ta không tin linh hồn, thì chúng ta nói tâm thức nó lìa khỏi cái xác, hay là cái danh quẩn nó lìa khỏi cái sắc quẩn thì chúng ta chết. Thì nó cái thân này nó như là cái gì, nó mong manh như là gốm sứ. Biết thân nó như cái gốm, tại sao nó biết thân như gốm? Sự thật rồi quý vị thấy thời gian nó lặng lẽ trôi qua, đêm ngày luôn di động, tuổi tác bụi thanh xuân tiếp tục gọi chúng ta, hay là chúng ta đang sống đây có nghĩa là chúng ta đang chết đây, từng giờ từng phút chúng ta đang hiện hữu là chúng ta xa sự sống gần cái chết. Cái câu này chúng tôi nói không biết bao nhiêu lần, quý vị đúng nghe, quý vị nhớ không? Chúng tôi nhắc rất là nhiều lần. Thật sự cái quỹ thời gian nó là nhất định,
cái tuổi thọ của chúng ta nó nhất định, thì chúng ta đã đang, cái tỷ lệ nó giảm, tỷ lệ nghịch rồi của sự sống này. Tức là chúng ta còn sống được bao nhiêu là cái tuổi thọ của chúng tôi nó giảm, nó giảm từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Nếu chúng ta đo cái thời gian, cái thời gian tuổi thọ là nhất định, không gian này muôn trùng, thời gian nó vô tận, nhưng thời gian của tuổi thọ của chúng ta nó đã là nhất định mà chúng ta không thể hiểu, không thể nắm, không thể biết được. Dạ. Và cuối cùng thì sao? Nếu như biết thân nó như thế á, thì chúng ta phải giữ cái gì? Cái tâm mình nó vững vàng, có cái sự tu tập, dùng chánh niệm hay chánh định để chúng ta làm cho tâm mình nó an trú, mình có đầy đủ chánh niệm, có đầy đủ cái sức mạnh của chánh niệm, của cái tỉnh giác, cái sát tí sammacchaya, thì chúng ta mới giữ được cái thành, giữ được cái tâm của mình nó bền vững. Sathanu bà sinh vì ha ran tăng ấn ri ye su và sam pu tăng pu chân mi mat tăng nhung cú si tăng ni vi ri yang. Ai sống quán bất tịnh, khéo nhiếp hồ các căn, ăn uống có tiết độ, không biến nhát, luôn tinh cần mà không uy hiếp kẻ đó, như cái gì, như núi trước gió. Mà nếu như không có tu tập, không có biết lo thu thúc, không có biết lo giữ gìn, thì ma sẽ uy hiếp cái người đó như là cây yếu trước gió, nó ngã liền. Ngay cả chúng tôi nói nhẹ một chút xíu thôi, chúng ta đang đẹp đẽ, mạnh khỏe, giàu sang, tiền danh vọng, tình cảm ấm yên, có một sự xuất hiện ngày mai đó, người thân tiễn biệt, người thân ra đi, người thân của chúng ta chết, có thể là chồng, vợ, con cái, cha mẹ gì đó. Đó là một sự thay đổi, ta phải chia lệ sự vật mà ta thương, ta yêu thương, nào một cái mất, rồi ngay cả chúng ta mất, bởi vì đó là giá trị tuyệt đối. Thì nếu như cái người mà biết trước thì nó đỡ, chứ họ không tin tưởng rằng cha mẹ họ chết, không tin tưởng rằng người vợ của họ chết, người chồng của họ chết, con của họ chết. Nhưng đây là điều phải xảy ra, mà tâm chúng ta phải chú trước, tâm chúng ta phải hiểu trước, tâm chúng ta phải biết trước. Bởi có cái tâm hiểu biết một cách vững chắc, ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu vừa lòng, không sao tránh khỏi được. Đó là sự tình trong cuộc đời, rất là đau đớn, nhưng không thể thoát qua. Thì dĩ nhiên cái câu thứ ba, mình đối diện với cái gì? Với cái phiền não. Đây chính là chống ma. Ma vương ở đây tức là ma của phiền não. Ma rác kỳ lê xá tức là ma của phiền não, chứ không phải là con ma, con quỷ gì đâu, không phải vậy. Mà đó chính là phiền não ma ở đây, tức là cái tham, cái sân, cái si, cái sân tật lẫn hối, cái tham, cái tật kiến, cái mạng, sân tật lẫn hối, tạm của biết phóng vật, những thói hư tật xấu của chúng ta, những cái điều mà chạy theo cái lòng tham của chúng ta, thì chúng ta chạy theo nó, thì đó chính là chúng ta đã bị ma, lưới ma nó vướng rồi. Thì như cây yếu trước gió, nếu như chúng ta có cái gương trí tuệ của chánh niệm, của tỉnh giác, bằng trí tuệ soi xét thiền quán nghiệp xứ, thì chắc chắn rằng chúng ta diệt được phiền não, giết được ma. Với cái gương trí tuệ này, chúng ta giết ma, chém đi cái ma phiền não của mình, giết chết ma phiền não của mình. Và phải biết giữ cái gì? Giữ gìn cái sự chứng đắc đó, hay cái sự tu chứng đó, hay là chúng ta cần phải có cái gì, cần phải có một cái liên tục để chúng ta chống giết cho ma nó không còn hiện hữu trong lòng ta nữa.
tức một cách liên tục đó. Tức là chúng ta cần phải cái gì? Chúng ta cần phải có cái giữ gìn một cái chiến thắng đó để chúng ta đạt được cái vô tham, tức là ở đây có nghĩa rằng chúng ta có thể chiến thắng để đạt được diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, được thượng phần kiết sử, và sau đó chúng ta tiến tu để chúng ta hạ được phần thượng phần kiết sử, hạ phần kiết sử chúng ta đã diệt tận, nói chung là các sử các lậu hoặc các kiết phược gì chúng ta đều thành tựu, chúng ta đều diệt trừ nó. Thì đó chính mới là một cái giá trị tuyệt vời. Thì cũng như thế trong cuộc đời, dĩ nhiên chúng ta là còn phàm phu, chúng sinh mà nghiệp dày, tội dày, cái phiền não nó dày, cái phước nó mỏng. Chúng ta nhớ là tội chúng ta là phước dày, chúng ta nói coi như là nghiệp dày, phước mỏng. Không phải vậy, nghiệp là nó nói chung, mà chúng ta nói tội dày mà phước mỏng. Cái tội phải cái phước, thì cái tội nó dày mà cái phước nó mỏng á. Nhưng chúng ta cũng nhớ rằng rồi tất cả sẽ qua đi, rồi tất cả sẽ kết thúc. Không có ai cả. Cách đây khoảng chừng lúc 5 giờ chúng tôi cứ đi đến để tụng kinh, cái làng sớm gần đây. Có một người vợ mới có 53 tuổi chết. Thì để họ có cái tâm tình với vợ vào ngày mai sẽ đi thiêu rồi. Thì chồng con mới tỏ tình với vợ mình, với mẹ mình. Thì chúng tôi cũng nói cho họ nghe như thế này: Phật dạy hợp tù thì đã tan thân, người thân sẽ liên tiếp khi mà vợ mình, khi mà mẹ mình không còn nữa. Đó là cái sự tình chắc chắn như thế. Và rồi tất cả chúng ta đều cũng sẽ đến tha ma mộ địa. Hôm nay người này đi, mình tiễn người ta đi, rồi ngày mai cũng tới mình. Chứ không phải là chúng ta, chưa chắc là chúng ta sống qua được năm nay hay không. Mà có thể ra đi bất cứ lúc nào. Bởi vì mình không có nắm được cái, không có quyền quyết định cái sống của mình, quyết định mình không có cái quyền quyết cái sự sống của mình. Khi nào mình chết, cái do cái nghiệp duyên, không biết chừng được khi nào mình chết. Và nói như thế thì quý vị biết, thì chúng tôi đâu có nghe đó. Vợ quý vị đâu có muốn chết sớm như thế, muốn không phải ra đi như thế. Mẹ quý vị đâu có muốn ra đi như thế. Chị em quý vị đâu có muốn ra đi như thế. Rồi con cháu của quý vị đâu có muốn đi ra sớm như thế. Coi như máy đầu bạc tiện máy đầu xanh, năm mươi mấy tuổi rồi không thể nói là măng được, mà máy đầu bạc tiện máy đầu đầu vừa bạc vừa còn xanh, tất cả chúng ta không thể nắm bắt được. Dạ. Ở đó rồi chúng ta phải ra đi, mới nói ra cái sự vô thường trong cuộc sống, trong cuộc đời này. Chỉ một cơn bạo bệnh thôi, một vài tháng đã ra đi, dài lắm là một hai năm rồi cũng sẽ ra đi. Khi bạo bệnh xuất hiện, tức là nghiệp, cái chướng nghiệp nó đi tới. Dạ. Cái tuổi thọ nó bao nhiêu đó thì thôi đừng có thương tiếc nhiều, mà chúng ta phải biết, từ đó mà biết mọi con người phải có cái tâm hiểu biết. Rồi không bao lâu nữa cái thân này nó như cái gì, nó như là cái bình gốm, nó như là khúc gỗ. Cái thân này sẽ nằm trên mặt đất, nó như là khúc gỗ, không có cái gì hết. Không bao lâu nữa, đời nó vô thường, bất tội nguyện là như thế. Ai cũng muốn bình yên, ai cũng muốn trường thọ, nhưng cái duyên, cái nghiệp chúng ta tạo rồi, liệu nó có trường thọ, nó yên hay không, tất cả là do tùy duyên của chính nó. Và kính thưa toàn thể quý vị, hãy biết thân nó như là
đồ gốm. Chúng ta biết tĩnh tâm, chúng ta biết chánh niệm, chúng ta biết tỉnh giác để chúng ta tu. Chúng ta phải có trí tuệ để soi xét các pháp nó vô thường, các pháp nó khổ não, các pháp nó vô ngã. Cái gì các pháp là vô thường, cái gì là vô thường, cái đó sẽ mang đến cái khổ đau. Mà cái gì là khổ đau thì cái đó thật sự không là gì của ta cả. Thì hiểu biết được cái sự vô thường, hiểu biết được cái sự giả tạm của ngũ uẩn này, của cuộc đời này. Và từ chỗ đó chúng ta biết buông bỏ, bớt tham ái hơn. Chúng ta biết cái sự tu tập thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được an lạc. Bởi vì cái chết nó đến với ta bất cứ lúc nào không bắt được. Cho nên vì vậy chúng ta luôn luôn biết quý trọng cái sự hiện hữu này để làm các công đức thiện sự để chúng ta được an lạc hôm nay cũng như là ngày sau. Xin chấm dứt thời dẫn trước nơi đây trước khi dứt lời để có điều chi sơ thất kính ngưỡng mong toàn thể quý vị quan thị cho kính dân và phước lành được đức trời được thích tứ đại thiên vương các vị chư thiên hộ trì chánh pháp như là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Bụ Đức ở tại chùa Quảng Nghiêm, các vị chân linh giác linh ký linh, những chúng sinh là các vị hộ pháp, là các vị âm binh A Tu La ngạ quỷ, xin chư vị ở hai chùa xin luôn luôn được an lạc được tấn hóa và hộ trì để chư tăng và cũng toàn thể đại chúng được an lạc được tấn hóa. Một mong cho tất cả chúng ta cũng chúc quý vị được an lành, được gặp nhiều sự thuận duyên trong đời sống. Nam mô Bụt Thầy ạ. Nam mô Tam Ma ạ. Nam mô Sanh Khai ạ. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tề Huyền đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được còn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Dạ, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được còn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba buddha nipave nasada sati kumantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba dhamma nipave nasada sati kumantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhanto sabbe devata sabba sangha nipave nasada sati kumantu te. Tất cả phư vương có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng theo sự thanh lợi thường thường đến người cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào room chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia Nê Quá Ta San Ti Quý Hà Ra Hoa Si Ni Thu Pê Gá Rê Bồ Thí Gá Rê Ta Hinh Ta Hinh Ta tham ma đa đề na pa quan tu vu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa quan tu te cha la bu cha ye pi cha an da sam ba wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng ba ti cha te sắp về pi đục khát sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng thầm mô
Thamma tara japut gala sangpo ho tu samakko va athaya cha hitaya cha amhe rakkhantu sattammo sabbe pi thamma charino uttim sampahuniyama thammariya pawe dite. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.